À, mến chào nha, mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Đến với clip buổi tối ngày hôm nay thì bên em cũng sưu tầm được một vài sản phẩm rất là đẹp, quay lên để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Hôm nay có rất là nhiều sản phẩm hết cả nhà mình ha. Đó, có một có mấy cái thỏi ngân lượng nha, chiêu tài hút lộc ha, gạt tàn con cua nè, có hai cái cây cân heo rất là độc lạ đây. Bên cạnh đó là có bàn ủi 1916 luôn ha, có một cục cốc đồng to khủng, cặp trâu luôn nha, sẽ có trong video ngày hôm nay để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình ha. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm sẽ có trong ngày hôm nay để giới thiệu cùng mình nha. Rồi mã số 1 trong ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình có về được một cái cây cân đòn gánh nha. Cây cân đòn gánh hay người ta còn gọi là cái cây cân heo ha. Ngày xưa thì người ta hay mua trái cây nha, hoặc là cân heo thì người ta sử dụng những cây cân đòn gánh như thế này ha. Cân rau củ quả, cân cá thì người ta dùng cái cây cân cân giá, còn cây này nặng hơn là ta dùng để là thọt, có cái cây đòn gánh thọt ngang nha. Đó, để người ta cân, dùng để cân những cái vật nặng hơn ha, trên 50kg ha. Đó, cây này nè, cây cân đòn gánh này rất là độc lạ nha, nhưng mà đặc biệt là toàn bộ bằng đồng nha nha ha. Cân sắt thì mình thấy nhiều, nhưng mà cân đồng thì rất là ít gặp nha, cân đồng thì sẽ có giá trị hơn ha. Cây này là nó được cây này được sản xuất năm ngày 29 tháng 9 năm 80 nè, cả nhà cùng xem ha, toàn bộ bằng đồng, trái cân cũng bằng đồng luôn nha. Đây cả nhà mình xem đây, rất là đẹp ha. Lâu lâu mới có về được một cái cây cân đòn gánh như thế này để quay lên giới thiệu cùng mình nha. Đó, cây này ha, cây này là cân được, để em coi coi, cây này là cân được 81kg. Đây cả nhà mình xem ha, cây này cân được 81kg. Đây là mã số 1 trong ngày hôm nay nha, và là cái cây cân mã số 1 ngày hôm nay thì bên em có giá giao lưu với mình là 1.800.000 ha, 1.800.000 cho cây cân đòn gánh nha. Đây là mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2 bên em cũng về được thêm một cái cây cân đòn gánh nữa nha. Đó, cây này luôn ha, một cái cây cân đòn gánh xưa luôn. Hôm nay có siêu tầm được hai cây cân đòn gánh ha, hay gọi là cân heo nha. Ngày xưa người ta hay buộc những con heo hình như những cái cân gì người ta cân ha. Sọt cái cây này ở trên này là dùng để sọt cái cây gánh ra nghe cả nhà ha. Cái móc này dùng để treo ha, treo những cái cần xé hoặc là những cái con heo người ta buộc lại, người ta treo như thế này ha. Cây này mã số 2, cây này cân được 95kg. Đó, cây này là cân được 95kg. Đây cái này làm sao, đây nó có số 95 đây ha, 95kg nè. Rồi đây là năm 98, nó có ghi đây tháng 11 năm 98. Rồi cây này cũng bằng đồng luôn nha, cây này cũng có giá giao luôn cái nhà 1.800.000. Đó, 1.800.000, bên em bao luôn phí vận chuyển cho mình ha. Mình có nhu cầu sưu tầm cây này báo giúp em luôn nha. Cây cân đòn gánh xưa ha, đây là mã số 2 có trong video hôm nay. Cây này cân được 95kg. Đó, đây là mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3 hôm nay em còn được một cái khuôn bánh bông lan nha. Đó, một cái khuôn bánh bông lan xưa ha, bằng đồng. Đây cả nhà xem nha, một cái khuôn bánh bông lan bằng đồng xưa nha, mình cùng xem ha. Khuôn bánh bông lan, cái khuôn này á, tổng trọng lượng của khuôn bánh bông lan này khoảng là 3,8 kg cho mã số 3. Đó, và bề ngang của khuôn bánh bông lan tầm khoảng 21 nè. Rồi để em coi phủ bì ha, phủ bì trên là tầm khoảng là 22, toàn bộ bằng đồng nha cả nhà ha. Và một cái khuôn bánh bông lan như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Đó, một cái khuôn bánh bông lan như thế này ha, 1.700.000 nha, khuôn bánh bông lan chất liệu đồng. Ở cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ em ha. Mã số 3. Đó, số 4 ngày hôm nay bên em còn được một cái bàn ủi. Đây là một cái bàn ủi ha, bàn ủi năm 1916. Đây, cái này là 1916 như cả nhà ha. Ở trong này, đây trên này ha, 1916 nha, 1916. Đó, đậy lại ha, 4 lỗ. Con này nặng khoảng là 3,8 kg. Mỗi bên có 2 lỗ, hai bên là 4 lỗ ha. Một cái bàn ủi con gà năm 1916. Và cái này có giá giao lưu với cả nhà mình 1.800.000 ha. 1.800.000 nha. Trong này còn đầy đủ các dĩa than trong này luôn. Ở dưới đế có đế luôn ha. Ở đế luôn nha, trong này dĩa than ha. Rồi, con này 1.800.000. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Mã số 4. Rồi mã số 5. Cái bàn ủi con gà xưa này. Đó, cái này ha, cái bàn ủi con gà xưa này, con này tổng trọng lượng là 1,8 kg và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 18 cm, bề ngang khoảng là 18 ha, chất liệu bằng đồng. Còn cái bàn ủi như thế này, bên em có giá giao luôn cả nhà mình 1.000.000 nha. 1.000.000 cho một cái bàn ủi con gà xưa ha, kỷ niệm xưa Việt Nam mình ha, là 1.000.000 nha. 1.000.000 cho mã số 5. Rồi mã số 6. Mã số 6 hôm nay còn được một cái niêu nè. Cái niêu đồng nha cả nhà ha, một cái niêu bằng đồng, đem quay kỹ cho mình xem ha. Một cái niêu đồng nha, tổng trọng lượng là khoảng 1kg. Đó, cái niêu rất là dày. Đó, bằng đồng.
Và cái nêu này bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 12 cm. Đó, một cái nêu đồng như thế này. Mình đang có giá vô cái nhà mình 800 ngàn ha. 800 ngàn cho cái nêu đồng nha. Nêu bằng đồng. Cái nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Mã số 6 và mã số 7. Mã số 7 là một cái nải chuối. Mã số 7 là một cái nải chuối bằng đồng nha. Một cái nải chuối ha. Một cái nải chuối bằng đồng. Nải chuối này tổng trọng lượng là 3 kg. Và bề ngang tổng thể của nải chuối này tầm khoảng là 19 cm. Chất liệu bằng đồng, nguyên một nải chuối đồng ha. Nải chuối đồng 13 quả. 1908. Và cái này có giá giao lưu với cả nhà mình. Một cái nải chuối như thế này chiều 600 ngàn ha. Chiều 600 ngàn cho mã số 7. Rồi, tiếp theo mã số 8. Mã số 8 hôm nay em còn được một cái chuông này rất là độc lạ này, cả nhà xem ha. Chuông nhấn. Đó, một cái chuông nhấn ha. Rất là đẹp, độc lạ luôn nha. Cái chuông nhấn này có giá giao lưu mình là 850 ngàn nha. Bằng đồng ha. Chuông nhấn nha. Chuông nhấn cho mã số 8. Rồi cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Rồi mã số 9. Mã số 9 là một cái gạt tàn con cua. Đây cái gạt tàn con cua ha, trong đây. Đó mình bỏ gạt tàn thuốc vào ha. Gạt tàn con cua nha, chất liệu bằng đồng. Và cái gạt tàn con cua này tổng trọng lượng là khoảng 1.1 kg. 1.1 kg ha. Và chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 19 cm, chất liệu bằng đồng, gạt tàn con cua. Đây 8 cẳng 2 càng ha. Và gạt tàn con cua như thế này. Bên em có giá giao luôn cả nhà 1.200.000 nha, cho một gạt tàn con cua đẹp độc và lạ nha. Cho mã số 9 của ngày hôm nay. Và tiếp theo mã số 10. Mã số 10 hôm nay là một cái sản phẩm rất là hay nha. Đây một cái dĩa, một cái dĩa và 10 thỏi ngân lượng. Đó, cái này là chiêu tài hút lộc nha, rất là độc lạ luôn ha. 10 thỏi ngân lượng kèm theo một cái dĩa nữa. Đó, cái này mình để thần tài thổ địa rất là hay nha. Cái dĩa ở trong đây là chạm gồng ha, 10 thỏi ngân lượng như thế này, 10 thỏi nha. 10 thỏi và một dĩa. Tổng trọng lượng là tầm khoảng là 1.8 kg cho một sản phẩm như thế này. Đây 10 thỏi ngân lượng này cả nhà xem nha. Đó, về để thần tài thổ địa chiêu tài hút lộc nha. 10 thỏi ngân lượng nha. Lâu lâu mượn ông thần tài đi nhậu ha. Đem ra kêu tiểu nhị tính tiền ha. Rất là hay nha, một cái dĩa chiêu tài hút lộc. Đó, 10 thỏi ngân lượng nha, 10 thỏi kèm theo một cái dĩa như thế này. Đường kính của thỏi á là tầm khoảng là 5 cm và đường kính của cái dĩa tầm khoảng là 15. Có giá giao luôn cái nhà 1.500.000 cho một bộ như thế này ha. Bộ thế này mã số 10. Mã số 10 trong ngày hôm nay. Rồi mã số 11. Đây mã số 11. Đó, mã số 11 là giới thiệu cả nhà mình một cái dĩa. Một cái dĩa ha, Phật tổ như 18 vị La Hán. Đây cả nhà mình xem. Tác phẩm này rất là hay nha. Hình ảnh Phật tổ giữa ha và xung quanh là 18 vị La Hán. Chất liệu cái này là em thấy ngoài là nó lắc cây bạc nè, chất đồng lắc cây bạc á. Và đường kính dĩa là tầm khoảng là 10-15 nha, kèm theo một cái đế đựng cho mình luôn ha. Mặt sau là nảnh là gồng. Đó, một cái dĩa Phật tổ với 18 vị La Hán như thế này. Bên em có giá giao luôn cả nhà mình là một cái như thế này. Đó, một cái như thế này là 750.000. 750.000 ha. Và cái dĩa thứ hai. Đây mã số 12, 12 là gồng phụng. Mã số 12 gồng phụng nha, cũng một cái dĩa nữa. Mã số 12 gồng phụng nha. Và đường kính là khoảng là 14.5. Đó, cái này luôn ha, cái này cũng có giá giao luôn cả nhà 750.000 luôn. Mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Chạm rất là đẹp. Đây mặt chạm gồng phụng ha, mặt sau nè. Kèm theo cái đế mình để luôn nha. Đó, đây là mã số 12 của ngày hôm nay. Còn mã số 13. 13 là em có một con ngựa ha. Một con ngựa nha, một con ngựa kéo xe bắp cải. Rồi trên đây trên lưng là có một cụ cốc luôn ha. Một con ngựa kéo xe tiền tài tài lộc có bắp cải trên đây nha. Và con này tổng trọng lượng là tầm khoảng là 1.4 kg. Và chiều dài tổng thể tầm khoảng là 27, chiều cao là 13. Có giá giao lưu cả nhà mình một tác phẩm như thế này là 1.200.000 ha, 1.200.000 cho mã số 13. Rồi 14. 14 là một con ngựa. Một con ngựa này kéo nguyên một khổ vàng rất là to, cả nhà cùng xem ha. Kéo xe tiền tài tài lộc về nhà mình nha. Và chiều dài tổng thể của nó tầm khoảng là 26 cm ha. Và chiều cao tổng thể là 11. Chất liệu bằng đồng, ngựa kéo xe tiền tài tài lộc nha, mang lại may mắn tài lộc về cho gia đình mình ha. Và tác phẩm này có giá giao luôn cả nhà 1.200.000 luôn nha. Cho mã số 14. Rồi 15. 15 của ngày hôm nay là cặp trâu. 15 là một cặp trâu chất liệu bằng đồng, cặp trâu ha, cặp trâu lông. Chất liệu bằng đồng đây cả nhà mình xem nha. Cặp này về trọng lượng là tầm khoảng là 4 kg. Chất liệu bằng đồng ha. Và chiều dài tổng thể tầm khoảng là 26 cm, chiều cao trâu là tầm khoảng là 12. Chất liệu bằng đồng và một cặp trâu như thế này. Bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000. 1.800.000 cho mã số 15. Mã số 15 của ngày hôm nay. Và mã số 16. 16 hôm nay là có một gạt tàn nhỏ nhỏ xinh xinh này.
Trung tâm huấn luyện Thiên quân lục chiến Huế Đà Nẵng 1968. Đó cả nhà mình xem ha. Và cái này tổng trọng lượng khoảng 1 kg thôi. 1 kg nha. Và đường kính em đo được cả nhà mình tầm 11. Và có giá giao lưu với cả nhà mình cái gà tàng như thế này. Để cả nhà mình xem nha. Là 750.000 nha. Gà tàng của Trung tâm huấn luyện Thiên quân lục chiến Huế Đà Nẵng 1968 ha. Đó cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm cái gà tàng này liên hệ giúp em nha. Đó đây là mã số 10. Đây là mã số 15. 15 có trong video ngày hôm nay. Và 16. 16 là Phật Di Lạc. Đó, ông Phật Di Lạc ha, cho mã số 16. Mã số 16 là ông Phật Di Lạc của ngày hôm nay. Ông Phật Di Lạc này về trọng lượng là tầm khoảng là gần 8 kg ha. Chất liệu bằng đồng 7,9 kg và bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 39-40 nha. Và chiều cao của ông là tầm khoảng là 21. Chất liệu bằng đồng ha. Và ông này có giá giao lưu với cả nhà mình. Phật Di Lạc như thế này. Đó, Phật Di Lạc như thế này ha, có giá giao lưu với mình là tượng Phật này là 3,5 triệu nha, 3,5 triệu ha, Phật Di Lạc rất là đẹp nha. Mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ em ha, mã số 16. Và cuối cùng mã số 17 ha. 17 là một cụ cốc to khổng lồ nha. Mã số 17, một cụ cốc này ha. Cụ cốc này tổng trọng lượng là khoảng 17 kg. Chất liệu bằng đồng nha, cụ cốc to khổng lồ nha, cốc như ý. Đây cả nhà mình xem ha. Và một cụ như thế này, cụ cốc khổng lồ như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 4,800,000 ha. Xung quanh là có để coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cụ cốc con nữa nha. Ở trên lưng là cụ cốc to khổng lồ ha. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ đồ cổ Cần Thơ với em trong thời gian qua nha. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc lạ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.